Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 7 bài số 40 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, địa lý lớp 7 bài số 40 thực hành nhé. Tìm hiểu vùng công nghiệp và truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp mới ở bên đây mặt trời nhé. Giờ chính thức là một nhỏ vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Quan sát trên các hình 37.1 và 39.1 và dựa vào kiến thức đại học, hãy cho biết tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kỳ, tên các ngành công nghiệp chính ở đây, và tại trả lời câu hỏi là tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc, các vùng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ bị sa sút nhé. Giờ như vậy mình sẽ xem hai hình 37.1 và 39.1, sau đó mình trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất là tên của các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Thứ hai là tên các ngành công nghiệp chính ở đây, có nghĩa là ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Và trả lời câu hỏi tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ bị sa sút nhé. Giờ mình sẽ xem hình 37.1 trước nhé. Như vậy trước hết mình sẽ xem các đô thị lớn ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là cái vùng mà vùng đây đúng không? Đây, đây chính là vùng Đông Bắc. Như vậy đô thị lớn, những đô thị trên 10 triệu dân là cái chấm đỏ lớn này. Như vậy mình thấy sẽ là chính là New York đúng không? New York chính là đô thị trên 10 triệu dân. Tiếp theo là cái vòng tròn màu cam này chính là đô thị từ 5 đến 10 triệu dân. Như vậy là từ 5 đến 10 triệu dân mình sẽ có là mình sẽ có là Chicago là đúng không? Washington này, đúng không? Tiếp theo là màu xanh này chính là đô thị từ 3 đến 5 triệu dân. Thì mình sẽ có là Philadelphia này đúng không? Và Detroit rồi đúng không? Giờ như vậy mình xem hình xong hình 37.1, mình sẽ qua tiếp hình 39.1 nhé. Lực đồ các công nghiệp ở Bắc Mỹ. Như vậy mình xem ở vùng Đông Bắc này, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thì có các ngành công nghiệp chính nào? Trước hết này, cái biểu tượng này chính là luyện kim đen này đúng không? Tiếp theo là cái biểu tượng hình tròn này chính là cơ khí. Tiếp theo là cái hình này ở đây này chính là hóa chất đúng không? Tiếp theo là đóng tàu, đây biểu tượng cái tàu đây chính là đóng tàu. Tiếp theo là cái biểu tượng này chính là hạt dược nhé, đúng không? Giờ sau khi xem hai hình xong mình trả lời các câu hỏi nhé. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ nói tên các đô thị lớn ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Trước hết là các đô thị trên 10 triệu dân gồm có New York. Đô thị từ 5 đến chỉ 10 triệu dân chính là Washington và Chicago. Tiếp theo là đô thị từ 3 đến 5 triệu dân chính là Philadelphia và Detroit. Giờ tiếp theo là tên các ngành công nghiệp chính ở đây, có nghĩa là ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, sẽ gồm có luyện kim đen này đúng không? Cơ khí nè, hóa chất nè, đóng tàu và quay dệt nhé. Tiếp theo là các ngành công nghiệp truyền thống vùng Đông có thời kỳ bị sa sút là do đâu nè? Như vậy là các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc có thời kỳ bị sa sút là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp từ năm 1970 đến năm 1973. Giờ sau đó lại năm 1980 đến 1982 đúng không? Thị trường bị thu hẹp do sự cạnh tranh của các nước Tây Âu, nước Nhật Bản và các nước công nghiệp mới. Tiếp theo là do cơ sở hạ tầng lạc hậu, không khí và nước bị ô nhiễm. Tiếp theo là giá cả nguyên liệu và lao động tăng cao, khiến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các nước khác đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là hai nhà sư phát triển của vành đai công nghiệp mở. Giờ mình sẽ xem hình chúng. Như vậy là cái màu này chính là ở vùng Đông Bắc. Màu đỏ này chính là vùng công nghiệp mở. Đây, phía Nam và phía Tây đúng không? Mũi tên này chính là chiến dịch vốn và lao động. Từ Đông Bắc chuyển qua phía Nam và phía Tây đúng không? Cái dấu này chính là sự xâm nhập kinh tế ra ngoài biên giới đúng không?
từ phía nam này chuyển dịch ra ngoài biên giới luôn. Còn những cái vòng tròn này chính là các trung tâm kinh tế chính, gồm có các trung tâm như là New York, Philadelphia, Boston, Washington, Baltimore, đúng không? Detroit, Chicago, Cleveland, Cincinnati và St. Louis, đúng không? Atlanta, San Francisco, Los Angeles và Houston, đúng này, Dallas này kìa, Miami. Giờ xem hình xong mình trả lời các câu hỏi nhé. Quan sát hình 40.1 và dựa vào kiến thức đại học hãy cho biết hướng chuyển dịch vốn và lao động của Hoa Kỳ. Như vậy mình thấy là hướng chuyển dịch vốn và lao động chính là mũi tên này. Như giờ từ Đông Bắc chuyển xuống phía phía Nam, phía Nam là đúng này, và phía phía Tây. Và tiếp theo là tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ? Và câu hỏi 3 là vị trí của vùng công nghiệp Bình Đại Mặt Trời có những thuận lợi gì? Đúng không? Giờ hãy trả lời các câu hỏi nhé. Giờ trước hết là hướng chuyển dịch vốn và lao động của Hoa Kỳ từ khu Đông Bắc xuống Bình Đại Công nghiệp mới ở phía Tây và phía Nam của Hoa Kỳ. Thứ hai là nguyên nhân về sự di chuyển vốn và lao động. Bình Đại Công nghiệp mới ở phía Nam và Tây Nam có nhiều lợi thế phát triển như là về lao động này, nguyên liệu, thị trường và công nghệ kỹ thuật mới. Đồng thời trong giai đoạn hiện nay đang phát triển rất là mạnh mẽ. Tiếp theo là vị trí của vùng công nghiệp Bình Đại Mặt Trời có các thuận lợi sau. Ở phía Nam kề với vùng nguyên nhiên liệu và thị trường của các nước Trung và Nam Mỹ. Phía Tây thuận lợi cho việc mở rộng xuất khẩu và nhập khẩu các thị trường với thị trường các nước châu Á và Thái Bình Dương, đúng giờ như vậy là mình xong câu số 2. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.